Ok, chào mừng tất cả các bạn đến với chấp cận có cái hiệu là ESCoin tất cả các bạn. ESCoin. Đầu tiên các bạn lấy phần link mô tả và đang điền một cái mail các bạn, điền form, điền một cái mail đây nè. Đầu tiên các bạn điền email mình các bạn. Rồi các bạn vào đây follow theo word rồi ghi là cái username theo word của mình các bạn vào cho cá nhân của mình. Rồi các bạn follow theo word ghi là username theo word. Word, follow theo word. Ồ này hai kênh theo word nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây join kênh Telegram group rồi ghi là username Telegram mình nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây join một kênh channel nữa nè, rồi ghi là username của kênh channel của mình nha các bạn. Username Telegram của mình. Rồi này cũng vậy luôn các bạn. Bạn vào đây làm vụ ghi là cái username. Rồi Facebook các bạn vào lấy cái đường link Facebook account của mình. Rồi các bạn follow Facebook. Rồi like và chia sẻ một bài nha các bạn. Enter link vô. Rồi các bạn ghi là cái account Facebook của mình nha các bạn. Follow Facebook, bot and comment and bot. Còn cái này là cái link bot nha các bạn, link các bạn chia sẻ nha các bạn. Còn này trang account link của mình. Rồi các bạn điền địa chỉ với John TGC 10 nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây lấy link ghép và chia sẻ cho mình, các bạn bỏ cái từ A cộng này nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái username của mình nha các bạn. Username Telegram của mình. Rồi địa chỉ ví thì mình hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ ví này nè. Rồi các bạn John nè, các bạn cập nhật vào các bạn. Chọn coi này các bạn chứ không phải chọn A rồi C20 nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, mọi thắc mắc không hiểu các bạn comment dưới mình sẽ trả lời cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.